Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi áo dài phu nhân được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018 đã thu hút được đông đảo phu nhân người Việt toàn châu Âu tham gia. Năm nay với chủ đề Áo dài Hà Nội những năm 1960 hứa hẹn sẽ mang đến những dấu ấn riêng về tà áo dài dân tộc tại trời Âu của phụ nữ Việt Nam. Để hiểu thêm về nỗ lực của việc quảng bá tà áo dài truyền thống đi khắp Nam Châu, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Việt Triều, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Áo dài Phu nhân toàn châu Âu. Cảm ơn bà đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Được biết thì trong thời gian qua thì Hội đồng Áo dài Phu nhân toàn châu Âu đã nỗ lực để quảng bá và đưa cái tà áo dài truyền thống của Việt Nam ra với bạn bè thế giới. Thì vậy thì bà có thể cho biết là cái việc làm này nó mang một cái ý nghĩa và một cái vai trò như thế nào ạ? Đã nhiều năm nay, phụ nữ Việt Nam ở châu Âu đã liên kết với nhau và đã cùng gửi gắm đến nhau, cùng trao đổi bàn bạc đến nhau cái đam mê là làm thế nào để có những cái sự kiện, những cái sân chơi tôn vinh áo dài Việt. Và năm 2017, áo dài phu nhân là dành cho những cái phụ nữ ở độ tuổi từ 35 cho đến không giới hạn. Và cái từ phu nhân ở đây nó bao hàm cái nghĩa là người phụ nữ ý thành đạt, người phụ nữ ý có gia đình hạnh phúc và có cái hình ảnh, có cái ảnh hưởng tốt ở trong cái xã hội, trong cái cộng đồng mà mình đang sống. Sau khi chương trình Áo dài phu nhân toàn châu Âu năm 2018 là mùa thứ nhất thành công tốt đẹp thì bên mình, bên Áo dài phu nhân toàn châu Âu đã quyết định thành lập quỹ nhân ái của Áo dài phu nhân toàn châu Âu. Và cái quỹ này, cái hoạt động, tiêu chí hoạt động của nó là hướng cái quyên góp, hướng những cái tình cảm đấy về những cái mảnh đời, về những cái hoàn cảnh khó khăn ở tổ quốc mình. Khi chúng ta đưa áo dài truyền thống của Việt Nam ra với các bạn bè các nước trên thế giới thì thông điệp mà chúng ta muốn truyền tải là gì ạ? Không ngoài cái mục đích là tôn vinh cái hình ảnh đẹp của phụ nữ Việt, tôn vinh cái tà áo dài Việt Nam và quảng bá cái văn hóa Việt Nam đến các nước. Cái thông điệp muốn truyền tải đến đây là một cái hoạt động của các phụ nữ Việt sống ở châu Âu để quảng bá cho cái hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam, mang những cái cốt cách Việt, mang những cái phẩm chất tốt đẹp của người Việt lan tỏa không những ở trong cộng đồng người Việt Nam sống tại châu Âu mà là cả bạn bè của các nước ở châu Âu. Đồng thời, cái áo dài phu nhân cũng là thể hiện, cũng là một cái hoạt động văn hóa để tôn vinh cái vẻ đẹp của áo dài Việt Nam, tôn vinh cái văn hóa Việt. Chúng mình sống ở châu Âu nhưng mà chúng mình vẫn duy trì cái bản sắc văn hóa Việt ở trên các đất nước đấy, chứ không phải là mình mất đi những cái gì tốt đẹp từ người phụ nữ Việt Nam. Và cái hoạt động áo dài phu nhân toàn châu Âu này theo mình nghĩ nó cũng hướng đến tương lai nữa, tức là cái thế hệ sau mình, thế hệ các con và sau này là các cháu của mình, mọi người nhìn thấy cái thế hệ mẹ và bà nữa là đã giữ gìn cái bản sắc văn hóa của mình, đã tôn vinh cái vẻ đẹp của dân tộc mình ở trên trường quốc tế như thế nào, các bạn ấy cũng sẽ tiếp bước noi theo, các bạn ấy cũng sẽ không bị mất đi cái gốc gác mình là người. Xin cảm ơn những chia sẻ của bạn.